Bây giờ là chạy đi sao? Tưới nước đúng không? Cái này Bây giờ không có nước. thì nhiệt độ độ ẩm 60 ở 30. 30 rồi. Em đặt ngưỡng là hai nhiệt độ ở lớn 20 với là ngưỡng độ ẩm bắt đầu là 50. Đây chế độ 2. Tức là nếu mà lớn hơn 50 thì tưới chế độ 2, còn bé hơn 50 thì chế độ 1. Chế độ 1 thì sẽ tưới lâu hơn. Máy bơm hoạt động. Đây, máy bơm chỉ chạy con tí ạ. Tức là cái này bơm, máy bơm nhìn thế nhưng mà nó bơm rất rất mạnh. Nên là chỉ bọn em căn thời gian chuẩn từng ấy là vừa sẽ đủ được. Cho chế độ khác đi. Cái đồ này thì phải có cái gì cho nó nóng. Tức là nếu mà chế độ khác thì phải À hơi vào. có bật lửa, có bật lửa để nó giảm độ ẩm lên, giảm độ ẩm xuống. Bật lửa gì? Anh có bật lửa không? Quen nào không bật lửa? Có nào bật lửa để đốt cho nó độ ẩm nó thay đổi đi. Cho cái máy Bảo lên với cô anh mua đi. Máy đốt không được nhỉ? Bảo cô anh cứ mua. Thôi không thì em sửa cốt cũng được. Hả? Nếu thì em sửa cốt để chạy chạy chế độ 1 cũng được. Thôi không không phải sửa. Hay cái này gì? Hay cốt. Tức sao lại thêm nhiệt độ nó ảnh hưởng như nào? Nó tức là phụ thuộc vào độ ẩm đấy à? Cả độ ẩm cả nhiệt độ. Nhiệt độ như nào, độ ẩm như nào thì là chế độ 1. Tức là nhiệt độ lớn 20 bé độ ẩm thì bé thua 50 phần trăm thì sẽ chế độ 1. Nhiệt độ 2. Lớn 20 với lớn 20 với độ ẩm mà lớn hơn 50 độ C thì nó sẽ chế chế độ 2. Độ 3. Nhiệt độ 3 thì nhiệt độ bé thua 20. Hả? Nhiệt độ bé thua 20. À, sao tự nhiên này chế độ 2 này? Em vừa mới nạp cốt. Còn gì nữa không nhỉ? Tính năng gì không? Ngoài ba chế độ ra. Thì bọn em lúc đầu chỉ thế thôi. Hả? Bọn em chỉ thế thôi. Tức là điều khiển. Vẫn lấy nhỉ, vẫn chưa có cái nào để. Một bạn nào lấy đèn pin điện thoại gọi đây xem nào. Gọi tôi đi anh. Hả? À, gọi làm gì anh? Gọi vào đây để thay đổi độ ẩm đi. Gọi vào cảm biến. Anh à, tức là thay chứ cái đổi. đấy là để xem nó tự động chuyển chế độ như nào chứ. À, tự động chuyển chế độ. Thôi để em xem để cái cốt cho đường cao lên tí xong sẽ điều chỉnh đường theo đường. Có không? Nước không? Lấy chai nước. Hay lấy chai nước rồi. Động cơ này là xong bọn em mua cái trục chiều hay này là chiều này chiều 1 triệu. Bọn em mua cái này xong về đi mua thêm mấy cái này để chế vào. Này là cho đồ chơi trẻ em đi đúng không? Phải không? Con bơm nó mạnh thế này nữa. À. Mình có nước lắc mắt luôn. Cái bé này mà bơm được nước à? Bơm này. Bơm nó đi video lúc này. Chế độ 2 này. Chốc một lại bơm này. Hả? Là bọn em đây chưa để delay kiểu một ngày tưới 2 lần. Nếu mà để delay một ngày tưới 2 lần thì cứ phải rút ra cắm lại, rút ra cắm lại. Bởi vì khi tưới xong thì nó sẽ Sao lại rút ra cắm vào, rút nguồn ra? Thì khi cái tưới xong chế độ 2 đúng không? Thì nó sẽ nghỉ ngủ đông trong 12 tiếng. Thì ấy thì bọn em phải cắm ra reset lại thì lại vẫn phải có người rất à, tức là bọn em sẽ có một cái nút reset nhưng mà reset trên này cũng được nhưng mà tự động nút reset nói phải tự động chứ tức là em chế độ tưới là cứ một ngày tưới 2 lần. Ngày tưới 2 lần thì tùy vào nhiệt độ độ ẩm thì sẽ tưới lâu hay tưới chậm. Để em giới thiệu về cái mạch của em. Giới thiệu là khối như thế nào, con này thực hiện tính năng gì. À,
Em giới thiệu luôn anh. Nói luôn đi trong thời gian. Đây nữa. Đây là con Big. Thì tín hiệu điều khiển LCD sẽ bọn em sẽ xuất tức là theo 4 bit, tức là từ D4 đến D7. D4 đến D7 sẽ là vào chân ở đây, D4 đến D7 trên đấy. Còn một cái enable RS là chân reset của màn hình. Còn enable là cho phép màn hình. Đây là đường một là đường bé tôi bảo người em chỉnh vừa chỉnh vừa đưa tung nước vào. Hả? Bây giờ là cho nó sang chế độ khác đúng không? Của tín được chạm rồi. Hả? Thế khi nào thì nó hiển thị độ ẩm nhiệt độ ở đây? Em cho delay mà tên còn tên đấy cho nên ấy đang tăng từ 63 đến 67 rồi. Dù là cũng đang tăng chậm. Cái này em để delay nó chậm nên là tăng chậm. Giới thiệu tiếp đi, bên này là cái gì? Đây là mạch điều khiển của cái máy bơm. Thì mạch điều khiển này sử dụng cái con IRF 320 là tương đương như kiểu một cái công tắc điện tử. Công tắc nhưng mà bởi vì công tắc mà cứng vì mình không thể bấm đi bấm lại nhiều lần, nhưng mà công tắc điện tử thì nó điều khiển bằng dòng điện, tức là cái con MOSFET thì có chân G, D và S. Thì khi mình đưa một tín hiệu vào chân G thì cực D cực S có cái máng thông nhau. Thì cực S mình nối chân đất, xong D thì nối với chân của cái ngoài này. Rồi con đấy đâu? Con này đây gì? Tôi đùa 72. Thì khi có tín hiệu vào chân G thì máng sẽ nối, có một cái máng nối chân D và chân S. Chân D và chân S thì ấy, tức là cái này sẽ được cấp nguồn âm. Cấp nguồn âm thì một nguồn dương nối với cả cái nguồn 12V này thì khi ấy sẽ được quyền. Còn đấy, chỉ thế thôi. Ok. Tốt, thế nhận mấy điểm? Chắc cái này tuần trước bọn em chỉ thiếu cái máy bơm là đáng xong tuần trước rồi, nhưng mà em đang làm chưa 10 điểm cộng 3 điểm giữa kỳ nhá, quá trình nhá. Vâng.